cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến những lùm xùm xung quanh trường quốc tế Mỹ Việt Nam hay còn gọi là trường quốc tế AISVN, trong những ngày qua mới đây, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã có báo cáo gửi thủ tướng về tình hình hoạt động của trường. Đáng chú ý trong báo cáo này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch Hội đồng trường quốc tế AISVN. Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126 năm 2020 quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Theo báo cáo, trường quốc tế AISVN được thành lập trên cơ sở đề nghị của công ty cổ phần quốc tế Mỹ AIS do bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch Hội đồng quản trị đứng tên. Bà Út Em đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn với một số phụ huynh có con em đang theo học tại trường với các điều khoản. Vay vốn, không tính lãi suất của khoản tiền vay trong suốt thời gian học sinh theo học. Khi học sinh hoàn thành chương trình học, trường sẽ hoàn trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định. Sau nhiều lần bị phụ huynh phản ánh tố cáo việc trường không hoàn trả lại số tiền đã vay dù đến hạn, thời điểm bị tố cáo trường cho biết đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Sau đó không lâu, trường thông báo tới phụ huynh đóng thêm các khoản phí để duy trì hoạt động của trường. Bên cạnh nhiều phụ huynh đồng ý, có một số phụ huynh phản đối. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Tổ công tác liên ngành đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của công ty cổ phần quốc tế Mỹ AIS, trường quốc tế AISVN. Trong đó, đề xuất chuyển thanh tra thành phố xem xét hồ sơ, thanh tra tình hình hoạt động của đơn vị để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, theo ý kiến của công an thành phố, hợp đồng ký kết giữa nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ việc. Ngoài ra, theo nhận định của tổ công tác liên ngành, qua các buổi làm việc thì nhà đầu tư, công ty, nhà trường chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, chưa thực hiện đúng cam kết với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, trường quốc tế AISVN đang được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng của công ty cổ phần quản trị tài nguyên tri thức. Việc pháp nhân sở hữu trường quốc tế AISVN không sở hữu quyền sử dụng đất gây khó khăn trong việc kêu gọi nhà đầu tư, thực hiện tái cơ cấu cũng như xử lý nợ. Theo đánh giá của phụ huynh học sinh và cơ quan chuyên môn, trường quốc tế AISVN có mô hình và chương trình đào tạo tốt, đáp ứng nhu cầu học tập theo chuẩn tú tài quốc tế IB của học sinh thành phố và các tỉnh trong khu vực với chất lượng đào tạo như vậy, một số nhà đầu tư đã làm việc với bà Nguyễn Thị Út em đề xuất hỗ trợ kinh phí để trường tiếp tục hoạt động đến hết năm 2023, 2024. Tuy nhiên, nhà đầu tư muốn nhận lại lợi ích bằng tỷ lệ cổ phần công ty và có quyền điều hành các hoạt động tài chính của trường. Trước những xôn xao dư luận xung quanh đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, AISVN Ngày 28 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo cho biết, đề xuất hỗ trợ tài chính là một dạng cho vay, sau đó chủ đầu tư trường vẫn phải trả lại tiền cho nhà nước. Nhà nước chỉ đứng ra bảo đảm để trường được vay tiền với điều kiện có tài sản bảo đảm. Bởi hiện nay, việc bảo đảm quyền lợi được học tập của học sinh tại trường AISVN là vấn đề quan trọng. Trước đó, Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về đề xuất phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường AISVN tuy nhiên đề xuất này đã khiến dư luận xôn xao theo văn bản của sở giáo dục đào tạo trong quá trình hoạt động trường aisvn do chủ tịch hội đồng trường đại diện pháp luật của nhà trường đứng tên ký đã thực hiện ký kết các hợp đồng với cha mẹ học sinh bằng việc cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường quyền lợi mà người ký cha mẹ học sinh nhận được là học sinh sẽ được học tập tại trường trong suốt thời gian dài nhiều năm học tập tại trường số tiền cha mẹ học sinh đã đóng cho nhà trường được hoàn lại không phải đóng học phí hoặc không hoàn lại học phí đã đóng trước cho toàn bộ thời gian học, tùy theo hợp đồng giao kết với nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, chế độ lương của giáo viên tại trường AIS -VN chưa được đảm bảo, trường chưa thanh toán lương cho giáo viên từ tháng 2 năm 2024 cho đến nay. Vì vậy, việc duy trì hoạt động của nhà trường đang bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của 1.213 học sinh. Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc trực tiếp với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng nhà trường, đề nghị báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động của nhà trường để tìm phương án giải quyết phù hợp để duy trì hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, chưa có sự hợp tác của đơn vị. Vượt qua sự việc phần lớn giáo viên lãng công do không được trả lương trong thời gian dài dẫn đến trường ISVN cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Cũng theo Sở Giáo dục đào tạo thành phố, Sở đã tổ chức buổi làm việc tiếp công dân là cha mẹ học sinh của trường AISVN liên quan đến các nội dung trên. Qua ý kiến đề xuất của đa số cha mẹ học sinh, đề nghị thành phố hỗ trợ duy trì hoạt động của trường đến hết năm học 2023-2024. Để đảm bảo duy trì tình hình an ninh trật tự ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh tại trường AISVN. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất phương án hỗ trợ tài chính ngắn hạn tùy theo tình hình thực tế có tài sản bảo đảm để chi trả lương cho giáo viên nhân viên và chi phí cố định khác để bảo đảm duy trì hoạt động dạy và học tại trường ISVN đến hết năm học 2023-2024 tháng 6 năm 2024. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 do Phó trưởng Ban Thường trực tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì họp báo. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin về việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB. Cho biết, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên là Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, trú tại tòa N04, chung cư số 390, Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, là giám đốc chi nhánh ngân hàng MSB Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 165 tỷ đồng. Theo ông Tùng, căn cứ kết quả điều tra ngày 18 tháng 10 năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Hiện nay công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu chúng tôi xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp. Hiện chưa có bị hại nào đến thông báo ngoài 8 bị hại trên. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm. Trước đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam MSB cho biết Vượt qua, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã lan tỏa thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ánh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh. Liên quan về vấn đề này, MSB thông tin trong quá trình tra soát hoạt động đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB. MSB đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Trong khi vụ việc một tài khoản tại ngân hàng MSB bị bốc hơi hơn 58 tỷ đồng chưa lắng xuống, thì lại tiếp tục xuất hiện thêm một trường hợp khách hàng phản ánh cũng vô cớ bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng. Cụ thể, bà VTKO, trú tại Hà Nội là trường hợp thứ hai phát hiện tài khoản hàng tỷ đồng đã bốc hơi, không còn lại một đồng nào. Bà cho hay vào tháng 3 năm 2021, bà được cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải MSB tư vấn mời mở tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý tài khoản này được mở nhưng do ngân hàng MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại. Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, hết kỳ hạn gửi Khách hàng có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn thì thông báo trước cho MSB một ngày. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2021, bà O đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản, số dư tài khoản. Trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh, ký và đóng dấu đỏ của ngân hàng MSB. Một trong số những cá nhân đó là ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng, bà Bùi Thị Hoài Anh, những người từng là giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh nên bà hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 là 27,7 tỷ đồng theo xác nhận của ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà O yêu cầu sao kê tài sản từ khi mở thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng. Trên bảng sao kê tài khoản, thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà O yêu cầu thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận thông tin, tài khoản, số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp gửi cho bà O tại thời điểm tương ứng. Cả bà NTL, người bị mất số tiền hơn 58 tỷ đồng, và bà O, đều cho biết sau khi tài khoản hiển thị rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do họ yêu cầu thực hiện. Sáng ngày 28 tháng 3, vị luật sư đại diện cho cả hai khách hàng trên đã cung cấp thông tin về việc tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB bị bốc hơi hàng chục tỷ đồng. Theo vị luật sư, sau khi xảy ra vụ việc, khách hàng đã có buổi làm việc với Ngân hàng MSB, tuy nhiên sự việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến hiện nay vị luật sư thông tin qua buổi làm việc trao đổi với cán bộ ngân hàng chúng tôi đều mong sớm được trả lại tiền tuy nhiên sau khi làm việc và ký tên vào biên bản xong chúng tôi đề nghị phí ngân hàng cung cấp cho chúng tôi biên bản làm việc nhưng bị từ chối ngay sau đó chúng tôi đã có một văn bản phản hồi gửi ông lê hùng cường giám đốc điều tra khu vực ông nguyễn văn huy chuyên viên cao cấp điều tra gian lận và bà Tăng Thị Thu Hương, Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ của MSB, để đề nghị phía ngân hàng cung cấp biên bản làm việc mà hai bên đã ký. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được biên bản này, do đó mọi nội dung đã trao đổi làm việc đều không có giá trị pháp lý.